Rồi em xin chào toàn thể quý anh em. Giờ này cũng 12 giờ đêm rồi. Em làm cái clip này em tổng hợp hai máy cho anh em. Đó, anh em nào chọn được món nào thì alo cho em trực tiếp qua số điện thoại là 0865 890158 nha anh em nha. Số đó là em vừa đọc cái số đó là có Zalo, có Facebook của em hết, anh em cứ vào đó xác nhận. Này cái lý do mà em gặp chung một video em đăng á, tại vì anh em cũng thường thấy là em đăng một video là một máy thôi chứ em không có đăng hai máy. Cái lý do mà em đăng hai máy một video này á là do hổm gà em nhập máy nhiều. Trong cái thời gian mà em quay những cái máy, ví dụ như một hôm qua là em quay máy quay A23 đi, ví dụ là vậy. Mới cho lên sóng là 10 giờ trưa bữa nay đó. Cả khoảng là thì là trong quá trình em đăng em bán thì trên cục máy nó có một món thôi, thì khách người ta mua thêm thì em chào người ta lấy, cho nên là nó còn những cái món còn gì còn lại của hai cái máy này thì em lên với anh em và em báo cáo với anh em luôn. Hai máy này là một máy bên đây nè, máy này nè, cái máy đầu lòng một bơm nồi lửa mình sang con đó. Máy này là máy Super Game đời 2007, Super Game đời 2007 nha anh em, đời gon hai mặt xanh nha. Nói chung máy thì đồ khá là chất đó, dên cọp lắm em bán rồi vậy. Còn cái máy bên đây nè, cái máy dạng bên đây nè, cái thằng này là cái thằng quay A đời 22, quay A đời 22 á anh em. Đó, đầu lòng đẹp lắm nha anh em, nước nhôm đẹp lắm nha. Nồi zin cọp, nói chung nó không cọp đâu, nó thuộc dạng whip chứ không cọp. Nồi này báo giá cho anh em trước luôn nè, nồi này em bán giá là bộ nồi full đủ cò muỗng ốc chỉnh nồi cho anh em, là bộ nồi này em bán cho anh em giá 1,9 triệu. Nói chung bộ nồi này cũng gờ tay chuông gờ cũng gần tay đó. Thì thôi, cũng không làm mất thời gian của anh em nữa, em xin vô chi tiết. Bây giờ em xin quay cái máy máy Super này trước đi ha anh em. Rồi xin vô quay máy Super này trước đi. Thì cái máy Super này em báo cáo với anh em luôn, điện sườn của quay A này lắc tới máy quay A em nói. Thì cái máy Super này còn được những món gì? Máy Super đời 2007 này còn được những món gì thì em nói với anh em luôn. Máy Super đời 2007 đời gon hai mặt xanh thì em còn được đầu lòng, bộ bình xăng con, bộ lửa, cái lốc bơm, bộ nồi. Đó. Còn bộ nồi này là bộ nồi khác anh em. Bộ nồi này tại sao bữa nay em quay lên bán em nói với chút nữa em nói với anh em. Đó. Cái lòng này cái kéo hết ngầu thuốc đi. Đêm nào cũng vậy trơn anh em ơi, thức khuya làm bởi vì sáng dậy hơi trễ. Video này em cho lên lúc 6 giờ sáng anh em. Nếu anh em thấy video này á, thì anh em có gọi em á thì khoảng 8 rưỡi anh em mới gọi em, lúc đó em mới bắt máy được đó. Còn anh em nào muốn chắc cú thì nhắn tin qua cho em, chốt món nào đó để cho lại đi, rồi 8 rưỡi anh em gọi em đi. Nếu mà thì anh em cứ gọi, nếu như mà em chưa kịp nghe máy, em thấy ai gọi nhỡ trước thì em sẽ gọi được người đó hết trơn, ngày nào cũng vậy. Thì trước khi đưa vô cái máy Super này á thì em còn được cù lấy một cái lồng quay A đời 23 rồi sáng nè. Nói chung một đêm qua là em bán hai máy, ngày em bán 2-3 máy bình thường, sức bán của em mạnh lắm. Thì hồi sáng á, cái máy mà thằng quay A đời ấy. Thì hồi sáng cái máy quay A đời 23 đó anh em. Để nó ra luôn đi, vuột hoài khó chịu quá. Cái con Silat nè, để nó qua đây đi nghe nè. Hồi sáng anh em cũng biết á, thì em có quay lên với anh em cái máy quay A đời 23 thì em bán sạch sẽ hết trơn. Hiện tại chỉ còn được một cái lồng thôi, cái đầu khách chốt rồi, em bán cái đầu cho khách 1,5 triệu rồi. Thì em còn được một cái lồng của quay A đời 23. Lồng này thì báo cáo với anh em, lồng này lồng quay A đời 23, đúng quay A đời 23, 97cm khối KFM-24 VAB. Lồng này đẹp nha anh em, không lỗi lầm, đầy đủ thun chống rung lồng đó. Nước nhôm đẹp luôn, gon chân nồng còn đủ, lồng whip luôn nha anh em, bít tông dữ luôn. Nói chung cái lồng này em bán 900 nha, anh em nào mua em bán 900. Lồng là bao đẹp, không lỗi lầm, anh em mua về chỉ việc lắp mà dùng thôi. Ốc chân nồng xỏ đây cho anh em luôn nè. Lồng zin mới gớt lần đầu, chưa đóng chưa điếc gì hết. Đó, trước khi đi vô lồng quay cho bít tông cho anh em. Cái lồng này em bán 900 nha anh em. Nói chung lồng whip đẹp em bán 900.000. Anh em nhìn nè, thấy không?
mặt võng lên tới đuôi bê tông giữ thằng ông quay AD 23 cho anh em. Một lát tới cái đầu lòng quay AD 23 12 nó còn giữ nữa. Đó. Anh em thấy không? Cực kỳ nha. HFA, cái bê tông ở Tân Đa Vinh theo xe nha anh em. Đó, cái lòng này em bán 900.000, anh em nào chốt phú em. Thôi bây giờ nè, nhanh lẹ luôn, cái lòng này em bán 850.000, em phụ anh em 50.000 phí ship cho nó nhanh lẹ luôn nha. Ok anh em, rồi, lòng ở Tân Đa mới rất lần đầu KTL in. Đó. Rồi nha anh em. Giờ em quay cho anh em coi mặt võng lòng. Đầu lòng này mặt võng lòng đẹp luôn. Đó. Không sọc, không xước, không đốm gì luôn nha anh em. Nó không sọc, không xước, không đốm gì luôn. Nói chung bao anh em về lắp là xài, không làm gì thêm. Nó không có sấy, không có xiết gì nha anh em. Con chân nọng còn nè, về anh em ập vô chích miếng keo ập vô lụm. Đó. Thì cái lồng này em bán anh em 850.000 nè, anh em là chốt phú em nha. Rồi, một. Xong. Đi vô cái máy quay A đời 20 xin lỗi anh em nha, đi vô cái máy thằng Super đời 207 này nha anh em. Thì bữa em có về nó tính lên sóng với anh em mà cuối cùng lằng quằng quay ba cái đồ quay A trước. Thì trước tiên á, cái máy Super đời 207 này em báo với anh em là em còn được bộ nồi nè. Thì bộ nồi là em bán full đủ còn muỗng ốc chỉnh nồi. Thì nói chung á, em báo cáo với anh em luôn, cái máy này nếu bộ nồi này á, cái nồi trước á, nếu anh em nhìn sơ ý á, là anh em sẽ hiểu lầm luôn, hiểu lầm nồi zin, nhưng mà em sẽ nồi này nồi chạm rồi nha anh em, nồi chạm rồi. Nhưng mà nồi này em bán giá mắc tiền nha. Nó chạm như thế nào? Đây, em bán full đủ cho anh em là đủ cò, muỗng, ốc, chỉnh nồi đi theo hết luôn, không thiếu thứ gì hết. Những cái lông đền outside đầy đủ nhỏ xíu cũng có luôn. Ốc, bắt, máng nhớt có đủ. Con không biết ở đây còn đát không biết nữa. Chắc nó mờ rồi, anh em không thấy đâu. Không thấy đâu anh em ơi. Đây nè. Super đời 207 nha anh em. Nói chung cái thằng này với cái thằng quay alpha nhỏ mình nó y chang nha, không có khác gì trơn á. Đây nè. Chuông của Super nó cái đóng kiểu này nha anh em, chuông Super đóng mực kiểu này nha. Đó, HA gì nè. 207 nè anh em. Đó. Nói chung là cái bộ nồi này là em bán cho anh em là em bao hú nha. Nồi này còn rất đẹp nha anh em. Còn rất là đẹp. Nhưng mà em không biết người chủ người ta làm cái cách kiểu gì em chẳng hiểu nổi. Đồ nói chung mình hiểu không nổi đâu anh em. Đó. Bộ nồi này trong hú trong hiếc còn rất là đẹp nha anh em. Đó. Mặt võng còn luôn nha anh em nha. Thì bộ nồi này á, em báo cáo với anh em luôn, chuông là chuông zin chưa tán. Chuông zin chưa tán thì gì hết trơn á, còn nguyên zin luôn á. Đó, chuông là chuông zin chưa tán, Super đời 207 nha anh em. Cái chuông anh em coi còn rất là dày luôn nè. Anh em nhìn anh em sơ ý là cái bộ nồi này bị người ta thuốc chết luôn á. Đó. Cái chuông anh em coi còn rất là dày luôn. Nhưng mà bộ nồi này em nói với anh em nè, cái chuông gờ tay bằng trang em hơi nghi rồi. Đó, em hơi nghi rồi, em coi kỹ lại bố là em báo cáo với anh em luôn. Bộ nồi này là nó mới vớt cái chát luôn nè, em hứa với anh em luôn. Bộ nồi này đi không quá 2000 cây. Nó mới vớt cái chát luôn mà nó vớt nhẹ anh em, bởi vì cái chuông còn dày cụi nè, thấy không? Cái chuông dày như theo xe vậy đó, nó vớt nhẹ thôi. Đó. Thì người chủ xe này chắc người ta kỹ thôi, người ta thấy ha con. Người ta thấy lâu đời người ta làm nồi luôn, sẵn người ta làm máy làm nồi gì em cũng gành luôn, thiệt bó tay. Đó, cái chuông bằng trang luôn, nói chung là như mới. Thấy không? Đó, anh em coi nè. Ba càng anh em coi nè, nếu như sơ ý nhìn là tả zin tầm bậy tầm bạ cho anh em mất uy tín không? Nè anh em, đát nó còn đóng ở đây nè. Đó. Đó. Đóng cái mực gì tà leo ma đây nè anh em. Đó. Đây nè anh em thấy không? Bố ba càng còn cao ngồng luôn nè, Super đời 207 nào mà bố ba càng còn mới chát cao ngồng kiểu này. Và nói chung á, em ở đây em bán nhiều em biết cái mã lá. Cái mã ba càng này á, em nói với anh em á, cái chữ theo xe cái nét chữ nó to lắm chứ không phải nó nhỏ như vậy. Cái nét chữ nó to hơn chứ không phải nó nhỏ như vậy. Chút xíu anh em quay bộ nồi Super dưới này cho anh em coi. Đó. Đó. Dán ba càng mới luôn nè anh em, nhưng mà dán ba càng hãng nha chứ không phải ba càng lô nè anh em. Coi ba càng còn mới chát dày cao nhộng luôn, thấy không? Dày củi luôn nè. Đó. Ba càng còn mới chát luôn anh em coi nè. Dán ba càng hết Honda Việt Nam mình luôn đó. Ba càng này ba càng zin nha anh em chứ không phải ba càng lô nha.
nó nói gõ cho anh em vậy. Nồi nồi súp be 207 nè anh em. Đó. Ok nha. Rồi. Cái chuông là nó báo cáo với anh em nãy rồi, cái chuông này có xăng chê nhẹ nè, có vớt nhẹ nè, có cái chuông còn dày như zin luôn nè. Nồi này mua là bao ngon. Nói chung nồi này em bán giá cũng mắc chứ không rẻ anh em, tại nó làm nhưng mà có làm nhưng mà làm đẹp. Cái chuồng heo sao heo, chuồng heo zin luôn nè anh em, coi cái mã nè. Cái súp be đời thấp nè, với quay A đời thấp nó xài chung cái mã giống như Phu 1 vậy đó. KFM FCC nè, nó giống như cái mã Phu 1 đời cao vậy đó anh em. KFM FCC nè, thấy không? Phu 1 đời cao nó cũng xài mã này luôn anh em nha. Đó. Đúng súp be 207 mực còn đây nè mà nó hơi mờ. Thì nồi này nó báo cáo với anh em nè, nó có thay mấy lá bố nồi sau nè. Thay 4 lá bố nồi sau. Chuông thì dám vớt, dám thay bố hết. Mà tới chừng bố nồi sau đi thay bố tầm 7 tầm bạ nè. Đi thay ba cái bố lô nè anh em. Bố nồi sau thay bố lô nè, thấy không anh em? Thì nói chung á, em nói thẳng luôn, đụng chạm thì em chịu. Tại vì anh em mình làm nghề em biết chứ không phải không biết đâu. Đó. Ví dụ giờ anh em đi mua bộ bố chợ, bốn lá bố chợ mấy chục ngàn đó thôi, giờ anh em thay người ta bố hết đi, anh em báo mắc tiền. Đó, người ta cũng nói thiệt, người ta cũng vui vẻ mà chiếc xe người ta chạy bền lâu dài. Bốn lá bố này trong hết bán nhiêu tiền đâu anh em. Đó. Đó thì ba có sao báo với anh em vậy nha anh em nha. Đó, em báo chính xác rồi đó. Nói chung là cái tánh của em, không phải cái tánh gì, em cũng có hay ho gì trơn á. Anh em coi nè, nồi chạy tầm như vậy nè. Làm gì phải vớt chuông. Đó. Không có đến nỗi mà phải vớt chuông dán bố như vậy đâu nghe anh em. Đó, em nói với anh em cho nó rõ luôn. Cái nồi còn chạy tầm như vậy là rất là đẹp á, còn rất là đẹp đó chứ không phải bèo đâu, còn đẹp á. Đó. Coi chuồng heo nè anh em. Chuồng heo nó cũng đóng nè, chuồng heo nó đóng mã là KFLF luôn nè anh em. Thấy không? Nó đóng mã KFLF như Phu 1 nè, FCC nè, thấy không anh em? Súp be đời thấp đó, nó đóng mã KFLF mã Thái luôn nè, rõ ràng nha. Chuồng heo anh em coi còn đẹp cực kỳ không? Chạm nhưng mà nó chạm đẹp nha anh em. Đó, súp be đời 212 đó anh em. Ý xin lỗi anh em, súp be đời 207 đó. Đóng mã K chuồng heo KFLF luôn anh em, thấy không? Nó còn đẹp cực kỳ luôn nha anh em. Đó. Mà nồi thì có chạm, em báo có chạm với anh em. Em nói chung với anh, nói thẳng với anh em luôn. Em mua bán á, em tả đồ máy cho anh em. Ráng sao tả cho chuẩn, tại vì ở đây bây giờ anh em cũng thấy đa phần là em bán đồ máy là nhiều. Mình tả hàng mà lỡ như nó sai lầm gì đó, đó một hai lần người ta biết được á. Qua xe thì ăn mà không qua xe thì thua. Đó thì anh em cũng khó, là mình khó làm ăn lắm. Đó, nói thẳng với anh em là vậy. Ở đây em tả chuẩn hàng cho anh em. Đó, bộ nồi này là bao bốc bao im, không giọng không hú. Nó làm kiểu này là thôi khỏi nói rồi. Thì anh em á, nếu như anh em có điều kiện á, em nói anh em bộ nồi này về nè, anh em tóc bốn lá bố nồi sau này anh em thay bố hết cho em, bố hết Honda Việt Nam mình thôi, khỏi cần thái gì chân á. Đó là anh em chạy là bao cực kỳ bốc luôn nha anh em nha. Đó. Nồi đế tầm đế mà cái đời này là anh em xài cực kỳ bền bỉ luôn. Cái đế mà cái đời này nè, nghe anh em nha. Rồi, có sai em nói vậy với anh em. Đó. Bộ nồi này full cò muỗng ốc chỉnh nồi máng nhớt đi theo luôn á. Bộ nồi này em bán cho anh em giá 1,2 triệu nha anh em. 1,2 triệu, nồi này 1,2 triệu không có mắc đâu nha anh em. Đó, nó chạm nhưng mà nó chạm rất đẹp, cái chuông còn dày như zin luôn nè. Nhìn sơ ý là chết ngay luôn, chuông mới vớt. Đó, cái chuông cũng chưa gợn tay miếng thẳng băng nữa mà. À, nồi thay cái bố hết luôn nè. Tại nó có chạy thời gian cái màu nhớt nó giống lắm anh em. Đó, nhưng mà mình kiểm tra kỹ lại, sợ cho bản thân mình thôi. Đó, anh em coi nè, cái nét chữ nè. LK nè, chữ nét chữ mỏng nè anh em thấy không? Nhìn là biết hàng mới rồi. Bố hết Honda Việt Nam nói mới chát luôn nè. Đó. Rồi, bộ nồi này em bán full đủ cho anh em là 1,2 triệu. Còn đây nè. Thì hôm rồi cái bộ nồi này là súp be 209, bộ nồi này nồi dữ nè, nồi đẹp nè. Nồi zin nha anh em, zin toàn tập nha. Thì khách của em đã chốt rồi nhưng mà ảnh đã đổi ý, anh nói mày bán giùm anh đi. Anh chọn anh ảnh thấy bộ nồi súp be kia đẹp quá anh đổi rồi nha anh em. Thì bữa nay em quay bán lại, em báo giá cho anh em trước luôn. Bộ nồi này á, súp be 209 này em bán giá 2 triệu. Nồi zin với lại nồi chạm nó chênh lệch nhau rất là nhiều. Đặc biệt là nồi zin đẹp. Đó, nồi bộ nồi này đẹp nha anh em, súp be 209. Rồi, sẵn cái bộ nồi đó là em quay ở đây cho anh em luôn. Đó. Thì anh em coi nè. Đúng súp be 209 nè anh em.
ngày 6 tháng 5 năm 2009 đó, ngày 6 tháng 5 năm 2009 chuẩn nha anh em. Đây 6 tháng 5 năm 2009, ok chuẩn nha. Đây cái nét chữ, cái nét chữ bố theo xe của người ta, anh em nhìn nè, nó khác rõ ràng một trời một vực với bố mới không đó. Tiền nào của nấy, anh em coi nè, nè nét chữ nè, nét chữ bố mới nè, đây nè thấy không, còn nét chữ theo xe nè, không có thể nào mà giống được anh em. Nó anh em coi đi, sao mà giống được, mỏng nè, nét chữ mỏng nè, nét chữ dày nè, rõ ràng không đó. Thì em báo với anh em chính xác là như vậy đó. Bộ nồi 209 này còn cọp lắm nha anh em đó, bố cao nhồng à, Super 209, cái đời này là anh em chạy thối tiền luôn. Đây em quay ba càng cho anh em coi nè, đó ba càng zin của người ta mà nó đẹp như hết hồi nãy thấy không đó. Những bộ nồi theo xe ba càng zin như vậy á, nó giá trị và đặc biệt anh em chạy rất là bốc, rất là giãn, anh em thấy rãnh còn sâu hút không đó. Cái bộ nồi Super 209 này em bán 2 triệu nha anh em, nào chốt hú em. Em thì tình thiệt tình ngay, em tả đồ chuẩn cho anh em đó. Đặc biệt là nồi Super, khi anh em gỡ cái nắp, ba cái nắp này nè, là trong này nó có đóng chữ KFVA trong này nè. Em nói anh em tin cứ về làm như em. Ok. Rồi cái phần ba càng đó rồi, giờ em quay cho anh em coi cái chuông đảo ngược trình tự của người ta. Chuông mặt giỏng nó còn đẹp lắm nghe anh em, tại vì nó dạ. Mỏng gài em quay led bực mình chết luôn, dạ. Tại vì em nó thẳng với em á, mực còn nè. Ủa dướng cái gì vô đây trời, quay á, nói chung em nó thẳng với em á, em không có thời gian ban ngày thôi, chứ em có thời gian ban ngày là em quay cho anh em luôn, là chắc cú 100%. Anh em nhìn rất là rõ, khỏi sợ đó. Bộ nồi Super 209 này còn đẹp lắm nha anh em đó. Chuông zin chưa tán nè anh em, chuông zin chưa tán nè, thấy không anh em, thấy không, đó là chuông zin chưa tán. Video này hơi dài anh em, mong anh em thông cảm tại vì em quay đồ nhiều đó. Nồi này là chuông zin chưa tán, chưa dứt chuông dán bố gì hết. Thì em báo cáo với anh em luôn, bộ nồi này nó gợn nhẹ ha, nó gợn là không tới một lá bài luôn nha anh em, không tới một lá bài luôn nha đó. Super 209 nồi này là em bao anh em đi cực kỳ bốc luôn đó, gợn không tới một lá bài luôn nha anh em. Chuông còn rất là dày nè, thấy không đó, chuông zin rồi, ok chuẩn nha. Rồi nồi sau nè, chuẩn đáp Super 209 luôn nè, nồi vàng hực vàng khè luôn nè, bảo quản cho ổng hởm giờ, ngày 6 tháng 5 năm 2009 trùng đáp trước sau luôn nha, ngày 6 tháng 5 năm 2009 mã nè, KFM FCC. Ok, thì cái đời mà 2007 nè thì nó còn cái đế, cái đế đó, đế đó nha anh em. Đây nè, cái thằng này Super 20G, Super quay A đời 20, quay A đời 212 nè, nó có cái đế giống như cái đế phu mộc nè, xài ốc số 10 luôn đó. Super 209 đây anh em, ngày 6 tháng 5 năm 2009 trùng đáp trước sau nha, bố zin theo xe cực đẹp luôn. Cái bộ nồi này rất là đẹp, hôm rồi em chốt cho ổng mà ổng đổi ý, ok anh đổi ý, anh kêu bán giùm thì em bán giùm lại ảnh thôi. Nè cái lông đền này em để ở đây nha, bố zin nè anh em, FV nè, thấy không, 107 nè anh em, thấy không, chuẩn chỉ nha đó, 107 FV nè anh em, coi cái lá bố theo xe nè, dày cui luôn anh em, rất là đẹp luôn, thấy không đó, tiền nào của nấy, vàng hực. Cái nồi này cái màu đẹp thiệt luôn chứ, đi nhất cách tròn gì á đó. Mấy cái nồi này hoàn toàn không có rửa gáy gì hết nha anh em, không có rửa, đẹp gì mà rửa cái gì. KFML nè, KFML FCC nè đó, vàng đẹp gì nè anh em. Super 209, nồi này là em nói với anh em chuồng heo cực khủng luôn, chuồng heo rất là whip nha anh em, bộ nồi này chuồng heo cực kỳ whip đó.
Nó băng luôn nè, thấy không? Đó, trên dưới luôn nè, cho anh em coi nè. Siêu đỉnh. Đó. Gán nhìn anh em. Đó. Đó thì anh em nào chơi được bộ này là whip slip. Chuông chưa, đế chưa có tán cái tuyết gì hết nha anh em, cứ ngắt luôn á. Bộ nồi này em bán 2 triệu nha, rồi. Xong. Super 2.9. Tiếp tục tới cái máy Super 2.7 này nha anh em. Thì bộ nồi em còn được bộ nồi bộ lửa đi, bộ lửa Super 2.7 nha anh em. Thì bộ lửa này là nó đủ đồ, em chỉ đem thiếu cộng sinh cam thôi, nhưng mà em sẽ dùng cộng sinh cam cho đủ cho anh em. Ba ốc bắt kích nè. Kẹp kích, kẹp dây cuộn lửa thằng lằn, hai ốc bắt cuộn lửa, một ốc bắt cái kẹp cuộn lửa nè, kẹp dây lửa nè. Rồi em lên cho anh em cái dĩa đời nha, dĩa đời zin nè. Nói chung bộ lửa này nó không có cọp nha anh em, nó có sao nó vậy, bộ lửa nó không có cọp nha, chỉ hàng đẹp thôi, xài được. Lửa Super nha anh em, chứ không phải lửa quay A. Cái này là em bao anh em luôn nha, gờ không gợn miếng nào luôn nha anh em, không có giận gì hết trơn nha. Tại vì quay ban đêm nó hơi dạ lét xíu, mong anh em thông cảm. Nó không có giận gì hết trơn á. Super 2.9 nha anh em. Ý Super 2.7 lộn hoài. Đó, đúng dĩa đầy zin nha. Rồi. Qua lăn nè. Đó. Zoom cho anh em coi. Bàn ốc này cũng chưa có dấu mỡ, dấu miết, chưa có đút bi dít, cây viết gì vô hết trơn á. Bi đề thì bi đề đẹp khỏi chê. Bi đề đẹp khỏi chê nha. Ừ, bi đề thì đẹp khỏi chê. Ok anh em. Đó. Cái viền này cũng chưa có bị mòn gì luôn nè. Đó. Giờ em lên qua lăng cho anh em luôn nha. Rồi xong xuôi em quay cuộn lửa cho anh em. Bây giờ mình xác định là đúng cái thằng Super 2.7 đi. Đây anh em. Ngày 17 tháng 4 năm 2007. Chuẩn nha. 17 tháng 4 năm 2007. Nghe anh em. 17 tháng 4 năm 2007. Ok anh em. Rồi. Chắc em chia video ra quay luôn quá anh em. Chứ tống một phát còn dài lắm. Sao quay sao mà anh em coi được. Đó, em chia video ra luôn anh em ơi. Quay máy Super này xong nghỉ, xong đảo ở bên máy quay A đó làm thêm video nữa. Thì ở trong này nó có măng nè anh em, nó có xét đó, nhưng mà hoàn toàn không có cọ, không có bể 500 bể từ gì hết nha. Super 2.7. Rồi. Thì cuộn lửa Super này cuộn lửa đẹp nè. Đó. Thì anh em nói sao nhận diện Super với quay A thì em đã nói rất nhiều clip trước rồi. Cái dây cuộn lửa quay A nó rất là dài, nó dài thòn à. Đó, còn dây cuộn lửa Super anh em coi nè, từ cái khoảng mà bắt vô cái nắp lửa nè cho đến nó lòi ra ngoài nè, anh em thấy con khúc không, ngắn ngủn không đó. Còn anh em coi nè, đây nè, em có bộ lửa quay A nè, nè từ cái khoảng mà bắt vô cái nắp cái chỗ cao su nè lòi ra ngoài, anh em thấy nó dài thường thường không đó. Này nè anh em coi nè, kê cho anh em coi nè, đó một trời một vực rõ ràng ha, khỏi chối cãi. Rồi em đã nói rồi, nó có cách nhận diện hết trơn à, đâu có độ này qua độ kia thiên hạ này đại loạn sao. Cuộn lửa thì cuộn lửa đẹp luôn anh em. Đó, cuộn lửa đẹp B9 Super 2.7 nha anh em. Đó, anh em nào chốt bộ lửa này thì chốt. Ba nắp nó em bán rồi rồi. Thì những món đồ nào còn trên đây là còn đó, những món đồ nào bán rồi là không có quay lên đó anh em. Mã kích là 7328 nha anh em. Đó, anh em nhớ mã của mình nha, 7328. Ok. Bộ lửa này giá cũng dễ chơi nha anh em. Bộ lửa này em báo với anh em luôn, lửa Super nhưng mà em bán giá mềm cho anh em luôn. Máy này em mua giá ok lắm. Đó, zin toàn tập, không lỗi. Nói chung là bao anh em, lửa củi đèn đốm mạnh mẽ. Dây còn khá là mềm nha. Đó. Dây dắt chỉnh tề không đứt nối gì nè. Đó, anh em mua về gắm vô là lụm thôi. Anh em gắn alpha là hết bài luôn, lửa Super. Đó, thì bộ lửa Super 2.7 này á, em xin bán cho anh em với giá là 750.000. Lửa Super mà em bán 750.000, em nói thẳng với anh em luôn. Riêng cuộn lửa Super nè, em bán 350.000 bay nhanh và luôn, nói thẳng với anh em luôn. Đó. Rồi nha anh em. Đó. Nãy quên quay qua lăng cho anh em coi nữa trời, để quay qua lăng cho anh em coi cái. Qua lăng cái nè anh em. Super 2.7 nha anh em.
Hoa Lăng nói vậy đó, như Wido vậy đó, em bán anh em 750.000 đó. Lửa sub 3 nó mắc hơn lửa quay A anh em. Nói chung là lửa sub 3 hiếm cái bộ nào mà em nói thẳng với anh em nó không bị đốm lắm. Tại dây nó chổng thẳng lên trời mà. Đó. Chuẩn lửa zin nha, 750.000 anh em. Rồi. Tiếp theo, em còn được cái lốc bơm sub 3 nè, do anh thì em bán rồi. Lốc bơm sub 3, lốc bơm sub 3 đời 2.7 nha anh em. Để cái đây quay cho nó dễ anh em ơi. Thì cái đời này á, là nó xài gon hai mặt xanh, chứ nó không có xài gon mặt xanh mặt vàng như quay A nha anh em. Em zoom cho anh em coi, đây đời gon này đời gon hai mặt xanh nha anh em, chuẩn nha. Đời gon hai mặt xanh. Đó, đời gon hai mặt xanh nha anh em, không có xài gon mặt xanh mặt vàng nha. Thì em báo cáo với anh em luôn, cái lốc bơm này tình trạng lốc bơm mới gớt lần đầu. Lốc bơm sub 3 mới gớt lần đầu, gon zin theo xe còn đủ hết trơn nè. Thì nói chung anh em nhìn là anh em biết cái con nào con zin, con nào con hết mới rồi. Con hết mới là em cam kết với anh em không có cái chuyện mà con hết mới bây giờ á là cái con nó không có dai như cái con theo xe đó. Ví dụ mà bẻ ra thì tiếc quá, để cho anh em làm gì làm nè. Đời hai mặt xanh nè, bẻ lên cho anh em coi miếng nè. Đúng rồi, thiệt tình chứ. Nói chung là bao anh em chuẩn con zin theo xe nha. Nhìn là biết rồi, khỏi nói. Lốc bơm này đẹp không lỗi gì luôn nè. Nè, sẵn đây nói luôn nè, có một cái trường hợp hồi sáng nè, anh trai ở Tây Ninh nè, sẵn đen vô anh coi video này luôn nè. Em sẽ kiếm một cái lốc bơm quay A nữa. Ảnh mua em một cái lốc bơm quay A giá là 300.000. Thì khi giao cho ảnh nó bị nứt, em hỏi lốc bơm nứt ngay chỗ nào, anh nói nứt ngay đây nè. Anh nói nứt ngay mấy gần mấy cái chữ nè. Em nói anh em á, anh em cái nào mình kiểm tra đồ, kiểm tra cho nó kỹ. Cái lốc bơm á, thường thường á, em nói với anh em á, là cái nhà sản xuất người ta làm á, là nó ưa có cái chuyện mà nó bị chạy chỉ anh em. Nó chạy chỉ. Đó, nó chạy chỉ. Đó, thường thường là nó bị chạy chỉ. Nếu như mà nó nứt á, mấy cái nhôm này nè, nói thẳng với anh em luôn, nếu như anh em không tin, dám bỏ tiền ra 300.000 mua cái lốc bơm vậy lấy cái búa đập thử không? Em nói thiệt với anh em luôn á, mấy cái lốc bơm nè, lốc số nè, đó, nói chung là những cái phần nhôm của mà theo của Honda zin của mình á, cây búa anh em đập mà hết ga là chưa muốn bể nữa, chứ đừng có nói mà nứt. Nó đâu phải nó dễ nứt, nó nứt là nó nứt bên ngoài này nè, chứ nó không bao giờ mà nứt ở trong cái lòng này, không có chịu tác động gì nặng đâu nghe anh em. Trừ khi bên ngoài này da dập gì nó mới nứt thôi. Nó nói cho anh em nghe. Anh nói bị nứt, trời ơi trời, nó hỏi nứt ngay chỗ nào, anh nói nứt ngay đây nè. Đó. Cái lốc bơm nó dày mà nếu như em kiểm tra mà em lên sóng mà không nứt là em nói thẳng với anh luôn. Em cho số điện thoại anh lên YouTube này luôn đó. Đó. Đâu phải dễ nứt mấy cái lốc bơm này anh em, lốc bơm zin mà nó phải lốc bơm China đâu mà nứt trời. Đó, lốc bơm này có Super Game nè, HVN nè anh em. KFM-10B. HVN KFM-10B nha anh em. Lốc bơm mới gớt cho nên cái chuyện găng cỏ thì anh em yên tâm. Đó, em thì em quay chi tiết cho anh em. Được thì anh em mua. Đó, lốc bơm sub 3 thì em bán mắc hơn lốc bơm quay A 50.000. 350.000 đó, anh em nào chốt em giao cho. Chứ quay hình ảnh chi tiết cụ thể cho anh em vậy mà anh em còn nói nứt nữa em cũng chịu. Đó. Nè, cho anh em coi găng cỏ nè. Nè, găng này găng ốc gác chân nè. Ý xin lỗi anh em, găng này găng ốc xả nhớt nè. Nét nàng nẹt gì nè anh em, thấy không? Chút nó quen ốc xả nhớt cho anh em coi. Còn găng hai ốc gác chân nè. Mới gớt lần đầu luôn nè, trắng bóc luôn nè, thấy không? Đó. Nè. Không có sơ mi, sơ cỏ gì hết trơn á. Chưa có vệ sinh gì hết trơn á. Về anh em vệ sinh dầu là sạch thôi. Đó, bao đẹp. Lốc bơm sub 3 nè, em bán giá là 350.000, anh em nào chốt em giao cho. Đó, máy nào em nói ra máy nấy. Gon hai mặt xanh mặt vàng gì tả chi tiết cho anh em hết, không có để sót gì trơn á. Rồi tiếp theo là cái bộ bình xăng con của Super Game đời 2.7. Đó. Đầu tiên em cho anh em coi cái bình xăng con trước đi, coi trái ga sao. Bình xăng con của rồi ơi trời nó gớt. Đây nghe anh em. Bình xăng con là bình xăng Super Game đời 2.7. Co xăng GN5 nè.
nó giống như con Alpha mình, con Kim Thái cũng xài chung con này đúng cái gì á, GN5 nè anh em thấy không, nó đúng con xăng của Super, quen pha mình cũng xài con GN5 này luôn á. Nói chung thằng này với thằng Alpha là một thứ một, nó khác cái bình xăng con thôi. Anh em nhớ cái mã của anh em luôn nè, VK01, rồi nhớ nha anh em. Đó, bình xăng con này báo cáo với anh em tình trạng là anh em mua về vệ sinh xúc rửa sử dụng thì em chỉ bán cho anh em là cái bình xăng con thôi, tại vì cái co xăng với cái bô e là khách chốt rồi, mà em giao cho anh khách quen của em rồi, em chỉ bán cho anh em cái bình xăng con này thôi, tình trạng em sẽ báo rõ cho anh em luôn. Đó, bình xăng này anh em về vệ sinh xúc rửa, nếu như những cái bình lâu đời như thế này á, thì em khuyên anh em luôn, anh em nên thay cái con chén với cái con khóa đi, ở đây màu còn đẹp nè, anh em vệ sinh ra màu đẹp nè, chỗ khóa xăng nè zin toàn tập hết nha anh em, chứ không phải lai khóa lai gì đâu nha. Bình xăng này tình trạng là nó đã có chạm đích nha anh em, đã có chạm đích rồi đó, báo cáo với anh em chi tiết luôn đó, chạm đích rồi đó. Bình xăng so con Super Game này đời 2007 này anh em mua về vệ sinh xúc rửa đó anh em xài. Còn trái ga thì em nói thẳng với anh em luôn, trái ga cực đẹp luôn, nhưng mà em không biết sao cái lỗi nó cong cái lò xo luôn nè. Đó thì anh em có thể là sàn cái lò xo trên cái xe nhà của mình qua, hoặc là anh em bẻ lại, nhưng mà đang xài bình thường anh em cong cong đó. Còn trái ga là em nói anh em đội đẹp khỏi bàn luôn, trái ga là cực whip đó, Super 207 mà trái ga nó whip vậy đó anh em, cực kỳ đẹp luôn, không một đốm lém đó anh em ơi. Đó, báo giá với anh em trước luôn nè, bình xăng con này em bán 600.000, cực kỳ đẹp, không một đốm lém luôn nha anh em. Đó, thấy không, quay nãy giờ mấy tua đa số nó lém ở đây nè, đó dưới đây nha, nhưng mà hoàn toàn là không một đốm lém luôn nha nghe anh em. Trái ga H7A nè, đó kim đót đẹp luôn nè anh em. Ok nha. Rồi, đó cái bình xăng con này em bán anh em là giá là 600.000, bán nhanh bán lẹ cho anh em luôn, cái co với lại cái bô em bán rồi anh em, cái bình xăng này em bán nhanh lẹ cho anh em luôn là 550.000 đó, về anh em vệ sinh xúc rửa lại sử dụng, trái ga rất là đẹp đó. Rồi tiếp theo đầu lòng một món nữa là hết cái máy Super này anh em, rồi kết thúc video tại đây đi đó. Rồi qua cái máy quay A này sao đi, chứ tổng hợp nữa là quay cả tiếng luôn quá. Trước khi đi vô đầu lòng này á, thì em báo với anh em luôn, cái em bán bò là đưa đi theo bộ bù gông với sơn cam luôn nha, bù gông còn nét đẹp lắm nha anh em, đầu lòng ít tăng đa mới rất lần đầu á, Super đời 2007 mà bù gông ốc đầu tầm này bây giờ cũng đẹp rồi. Nói chung mình phải nhận định theo đúng cái đời. Nói chung á, cái form của thằng cái form của cái ốc đầu Super nó khác với cái form ốc đầu quay A nha. Đó, em nói với anh em vậy đó. Anh em không tin về anh em mua hai kiếm hai con anh em tự so sánh. Đó, ốc còn đẹp nha. Đầu lòng bù gông xanh cam, xanh cam nó nói kìa anh em. Rồi bây giờ em quay đầu lòng cho anh em coi. Cái bê tông đầu ta mới lấy đây. Thì đây là trái bê tông của thằng Super Game đời 2007. Thì theo em nhận định đó, thì nói chung cái đầu lòng này nói cọp thì nó không cọp đâu, nhưng mà nó thuộc hạng đẹp đó, tại vì từ Super 207 tới giờ đó, mà anh em đòi nó như quay A thì nó cũng không, nó cũng khó đó, nhưng mà anh em thấy không, cái sớ ngang nó vẫn còn ở trên đuôi bê tông thấy không đó, Super 207 tới giờ là nhiêu năm, mà mười mấy năm trời ít đâu đó. Cái bê tông là HFA nè đó. Không có sọc gì nghe anh em, nó bào mòn gì đó nhưng mà nó không có sọc gì hết trơn á, KFV nè đó, thì giống như trái bê tông tồn đất 2.8 hởm mà em bán cho anh em đó. Đầu chưa đóng khối gì nhiều luôn nè, thấy không anh em. KFV in đó, ok anh em, bê tông đồ bạc là dinh đét hết nghe anh em. Nói chung bộ bạc này là em thấy còn đẹp luôn nè, đa số những cái xe đời thấp chạy nhiều quá là bộ bạc nó trắng bóc hết trơn à, anh em để ý rồi đúng không? Nó còn những cái xe mà nó chạy mà còn đẹp đồ á, bộ bạc nó còn chưa có lên, nó chưa có trắng. Đó, ok anh em. Rồi.
đầu lòng này được cái nè, súp be nè anh em, súp be mới có cái này nè đó, súp be nó mới có miếng này ha anh em. Cái miếng phíp co xăng dưới đó là nó chỉ có hai dòng thôi, là em thấy là cái thằng quay alpha nhỏ mình nè, thằng súp e gim á là em chỉ biết phần nhiêu đó thôi nghe, còn cái kia anh em nào biết thì chỉ giáo em thêm, là nó xài phíp co xăng dưới nè, gon theo xe còn luôn nè, hai mặt xanh nè anh em thấy không, nó gõ gành gạnh như ban ngày gì mà không thấy sao được, mực còn luôn nè. Đầu lòng này màu nhôm cực đẹp nha anh em, màu nhôm cực đẹp luôn, nắp cò chưa chỉnh luôn, cò chưa chỉnh cò luôn. Nó thiệt chứ súp be 207 tới giờ mình chưa chỉnh cò hơi bị dữ. Đó. Nắp cò rất là đẹp nha anh em, trên dưới luôn đó, chưa chỉnh cò luôn. Màu nhôm anh em nhìn nè. Cái đầu lòng màu nhôm tới công chuyện thiệt nè. Nước nhôm rất là mịn đẹp luôn anh em nè. Bóng hới luôn. Súp be game đời 207 nha anh em, 97 cm khối KFM trừ 10 mực còn luôn nè. Thấy không? VHVN nha, HVN. Ok anh em. Còn bên đây cái đầu của nó là HVN 26, đó anh em nào mê những cái dòng đời thấp như thế này thì liên hệ cho em. Đó, những cái đời này là cùng với một thời Alpha 2.5 rồi á, Alpha 2.4, 2.5 rồi đó. Một thời đó. Đây. Con ốc chỗ cái nắp cánh bướm của nó có bị ten hết một con ở đây nha anh em, bị ten hết một con ở đây. Đó, còn hai con này còn màu đẹp nè. Đó, nhôm đẹp lắm anh em ơi, nhôm trắng bóc à. Đó. Gon theo xe là còn đủ hết trơn luôn nha anh em nè, quay cho anh em coi. Con cánh bướm theo xe còn nè, đây mực chấm sơn gì còn luôn nè. Con nắp bốn lỗ anh em coi khích khình khịch luôn nè, theo xe hai mặt xanh đẹp cực kỳ không? Sơn cam chưa thay luôn nè anh em. Thấy không? Xanh lè, xanh lét nè, thấy không? Đó, nhôm rất là đẹp. Không có gãy cánh gió nào hết trơn á, con chân nọng còn nguyên luôn nè. Đó. Anh em mua về chích miếng keo lụm. Con chân nọng này theo xe luôn nha anh em, máy bít mà, máy mới gớt mà. Nó chỉ gớt bộ nồi thôi, còn lại nguyên zin hết. Đó. Thì cái đầu lòng này em báo cáo với anh em là cái lòng mặt võng cực kỳ whip. Đó. Anh lao cho anh em coi cái mới được, chứ không lao anh em không thấy đâu. Em lấy miếng vẽ sạch cái em lao cái mặt lòng cái cho anh em coi. Đây. Rồi, quay lên cho anh em coi nè. Má, cái mặt lòng hơi bị dữ, đầu lòng hơi bị dữ nha anh em. Lòng rất là cọp luôn á, coi nè. Không có một đốm gì mà dấu sọc hết trơn luôn nha anh em. Bao whip mặt võng sợ sợ luôn nè, thấy không? Vô tới trong nè coi nè. Đó. Thì đời súp be 2.7 nó không giống như quay A đời cao. Hai cái nấm nó phải có đóng khói rồi, nhưng mà chảo rất là đẹp anh em coi đi. Đó. Chảo zin toàn tập. Á, cái lòng whip ghê hồn không anh em coi nè. Đó. Phê cu lê không? Đó anh em. Rồi, anh em nào chốt hú em. Đầu lòng bù gông sơn cam. Đó, đầu lòng nè. Bù gông với sơn cam súp be game. Đời 2.7, bộ này em bán anh em dưới giá 2.500.000 nha. Đó. Mắc thiệt nhưng mà đồ bao chất cho anh em. Còn anh em mua lẻ em bán luôn, anh em mua cái lòng này nè. Cái lòng này riêng cái lòng này là em bán cho anh em giá là 900.000. Cái lòng này là 900 nha. Full cái đầu này giá 1.600.000. Full cái đầu bò này giá 1.600.000, cái lòng này là 900.000 nha. Rồi. Nè, nắp cò chưa chỉnh luôn nè anh em coi nè. Em có nói láo anh em đâu. Đó, bao whip nhộn quắc. Ừ. Chân bù gông là anh em coi nè, không có sơ mi gì nghe. Thấy không? Mất cây bù gông thôi, bù gông bô thôi, nhưng mà chân zin nha chứ không có đóng sơ mi nha anh em. Ok anh em, rồi. Đầu lòng bù gông sơn cam nhôm quá đẹp luôn anh em, 2.500.000 đó. Anh em nào mến hú em. Rồi em chào anh em nha. Video này kết thúc tại đây đi, để lấy nó dài lắm.